Chào mừng các bạn đã đến với S News, kênh cập nhật tin tức nhanh. Và ngay bây giờ hãy cùng với mình cập nhật những tin tức đáng chú ý có trong ngày. Trong buổi họp thường trực chính phủ diễn ra vào ngày hôm nay, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã đồng ý với các đề xuất là cho các quán karaoke cũng như là vũ trường được mở cửa trở lại. Và ngày hôm nay, buổi họp thường trực chính phủ đã được diễn ra với những ý kiến đề xuất mới. Theo đó, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã khẳng định kết quả phòng chống dịch của Việt Nam thời gian qua là rất đáng trân trọng. Gần 2 tháng qua đã không có ca nhiễm mới trong cộng đồng, giúp toàn dân yên tâm vui mừng. Quán triệt tinh thần chỉ đạo của Bộ Chính trị, cụ thể là kết luận số 77 là phát triển kinh tế xã hội trong nước là chính, chuẩn bị sẵn sàng tốt nhất cho tương lai gần để mở cửa hội nhập, tiếp tục xây dựng Việt Nam là điểm đến an toàn của thế giới. Trong mở cửa không chỉ chú ý đến kinh tế mà chú ý đến cả quan hệ chính trị, đối ngoại của đất nước, nhất là các đối tác mà dịch bệnh đã giảm hẳn. Thủ tướng nhấn mạnh việc phòng chống dịch COVID-19 trên các tuyến biên giới đường bộ, đường biển, đường hàng không, các cửa khẩu. Được chuyên gia, nhà quản lý doanh nghiệp, người Việt Nam ở nước ngoài về nước là cần thiết, ứng xử nhân văn cần tạo mọi điều kiện, tiếp tục chăm lo an sinh xã hội cho người dân, không để người dân nào đói cơm, lạt muối, đứt bữa, không để ai bị bỏ lại ở phía sau. Đối với các đề xuất về việc mở lại các quán karaoke và vũ trường, Thủ tướng đã đồng ý cho phép mở cửa trở lại. Nhưng Thủ tướng chỉ đạo Bộ Công an và các cơ quan chức năng kiểm soát những hành vi vi phạm pháp luật tại các cơ sở này, đặc biệt là buôn bán sử dụng trái phép chất ma túy. Các bạn thân mến, cảm ơn các bạn đã theo dõi tin tức này. Ngoài ra, để có thể cập nhật những thông tin hot nhất của trong ngày, thì các bạn đừng quên nhấn subscribe cho S News.